bóc đồ trong cặp của tao đi. Rồi bye. Đang qua. Cái bị là nha chị này. Dạ. Hello Dương Hai. Hello. Cái phải để trên không? Xin chào buổi sáng. Hello buổi sáng. Good morning. Sáng con mở khẩu trang xuống cho thấy mặt coi. Đây. Ngon không anh Hai? Nhìn thấy ngon, ngon nếm ngon chắc ngon à. Ở đây thịt bằm nè, đó anh Hai nè, ngon mà nhìn ngon. Thấy ngon á, nhìn hấp dẫn lắm á, thấy thịt bằm đồ thấy ngon rồi nha. Nó lâu rồi má để sẵn em.
Mix it. Dừng ở đây để cho mình uống cà phê hoặc đi tiểu tiện ăn cơm ở đây luôn. Bây giờ là mấy giờ anh ha? Mấy? 10 giờ rưỡi. Đây, đây để cháu mình xuống nè. Thôi mình đi vô quán này đi, ngồi uống cà phê. Đúng rồi, cái này là điểm dừng thứ hai. Chắc khoảng 12 giờ là mình tới Đà Lạt á. Mình á, mệt đâu hả?
Con buồn ngủ à? Hồi nãy con có ngủ được không? Mát quá à, mát à. Trà đào cam xả mà kêu trà tắc cam xả. Lấy thử thôi. Không có trà đào cam xả nha. Trà đào. Ừ, ngon quá. Lạ lắm. Uống thì dễ chịu. Uống nhiều nhiều quá, uống vô đi. Uống đi, uống đi, uống thử. Ở bên đó là chuyên về bán trà, cà phê. Ở trên đây là bán cái trà, cà phê, đồ nổi tiếng, đặc sản. Hàng. Hàng. Mẹ. Mẹ cười kỳ quá vậy kìa. Mẹ ơi. Sao mẹ ở đây bông bông nhiều vậy? Hả? Bây giờ mình còn mấy chục cây số nữa tới ha. 30 cây nữa là tới. Ờ. Tới đây thì nhìn thấy đẹp quá trời. Giờ bây giờ chuẩn bị vô cao tốc rồi đó nha. Xa chắc đó là mấy cái nhà nông á, người ta trồng cây rồi trồng hoa, mấy cái ta kêu là nhà lưới nha. Ở trong đó là ta trồng hoa, trong đó đó trồng bông, trồng hoa. Ôi trời.
thấy đất nước mình phát triển như vậy mình mừng quá ha, thấy đẹp quá à. Thay đổi mọi mặt luôn á, ba mẹ luôn. Bây giờ mình đi Đà Nẵng coi hết sảy luôn á. Trời ơi, Đà Nẵng đẹp dễ sợ luôn á. Đợt trước chị về chị đi đó, Đà Nẵng đẹp lắm. Bây giờ mình qua cái đèo Ren này là mình tới Đà Lạt rồi đó. Mình qua tới địa phận này đó, bắt đầu mình thấy khí hậu nó khác hẳn liền á. Đoàn xe của mình nè, cái này là chủ của cái căn homestay mình mướn. Ai trời bỏ tôi à? Rồi chiếc xe mình đậu ở đây. Tới nơi rồi. Hello. Lạnh quá. Đâu có lạnh đâu nè. Trời, thời tiết vậy là tốt lắm rồi đó. Rồi. Trên này bây giờ nó đi vô trong. Ở đây có cái căn nhà karaoke nữa nè. Mình đi vô nhận phòng. Hả? Ở trong kìa. Ủa? Đâu? Ôi. Cái nhà màu vàng á hả? Ủa. À. Xin chào chú Khang. Đẹp chưa? Chúng bớt được hải không đó.
Vui chưa? Không có lạnh nè, không có lạnh. Đào làm dữ quá, Đào mặc đồ ấm dữ dội. Mình muốn nguyên cái căn nhà lớn như vậy nè. Ta nhớ không? Đây số phone. Đó. Sáng đẹp lắm. Ở đây buổi tối là có bán đồ ăn đầy đủ hết trơn luôn đó. Kiểm soát nhà là có karaoke nữa. Vô kiểm đi chị hai, để mình vô kiểm. Mình thấy chỗ này thấy cũng được lắm, sạch sẽ mà đẹp nữa. Bây giờ để mình quay sơ cái căn nhà này cho coi ha. Ở dưới đây thì nhà bếp. Hiện giờ thì bà chị mình bà kỹ, nhưng mà để cho nó lợi, nó dọn dẹp cho mình. Ở trên lầu thì sập. Ở đây có một cái phòng lớn, hai giường. Kế bên là toilet. Toilet thì thấy cũng đó, cũng khá sạch sẽ, có nước nóng. Bây giờ mình đi lên lầu. Nói gì đây? Ca coi. Ở đây là một cái vừa lên cầu thang, ở đây là một cái phòng lớn, hai giường, bốn người ngủ. Cũng khá là thoáng mát luôn á. Mình đi qua bên đây á, là phòng kế bên. Ở đây là phòng khách. Ở đây là phòng khách sinh hoạt. Phòng đây là phòng của mình, là phòng thứ hai. Nó cũng hai giường lớn. Mà đặc biệt là phòng này á, thì nó có một cái toilet trong đây. Nhìn xuống ở đây cái view rất là đẹp luôn. Nhìn ra là bây giờ mình đi trở ra phòng khách sinh hoạt. À, Diễm ở bên đó, cái đó là cái toilet của ông Diễm. À, tại cái phòng nãy mình quay đầu tiên á, thì nó không có toilet, nhưng mà nó đây nó có một cái toilet riêng, cũng khá sạch sẽ luôn. Đó, đi ra đây là có cái hành lang. Đây là hành lang. Hành lang đây lá cây dớt quá trời. Bây giờ mình lên thêm tầng lầu nữa. Mấy đứa cháu mình đã ở trên đây. Thời tiết tốt, không có lạnh lắm. Bữa nay hình như nhiệt độ là 22 độ thôi. Ồ, trên đây đẹp quá nè. Mình vừa lên cầu thang là bên đây có một phòng, cũng hai giường luôn.
À, mấy đứa cháu mình nó ở trên đây. Cũng có cửa sổ nhìn ra thoáng. Có chỗ diêm điện không con? Có. Ờ vậy cô chạc đó ha. Đầy đủ hết. Đây là bàn sinh hoạt. Phòng kế bên cũng vậy luôn. Một phòng như vậy lớn đều có hai giường đôi. Kế bên đây là tủ âm. Để mình mở đèn lên. Mấy cái tủ âm nè. Đây là toilet, nhà vệ sinh. Thì mình thấy là dư sức ở rồi, gia đình mình đi 20 người à. Trên này ơi, có rồi con. Nó để trên bàn mà họ cái tấm thảm màu á, nó nhìn không ra. Dạ, để nhắc tới tài xế. Nó có rồi. Anh hai. Anh, bây giờ mình nghỉ ngơi chút xíu, kia chút xíu mình kiếm gì ăn chiều, chập chiều đi ha, ăn tối á. Theo như em chưa ăn mà. Buổi chiều á, buổi trưa nay á thì nó lỡ cỡ rồi thì mình nấu đại nó lẩu mình ăn, rồi 4-5 giờ mình đi ăn tối rồi mình đi chơi luôn. Rồi vậy để chờ, sợ đồ ăn nó không tươi. Chứ giờ mình đi ăn rồi nó về nghỉ rồi đi nữa. Sợ đồ ăn nó không có tươi ha. Bây giờ là sao? Bây giờ để nhưng mà mình lấy ra mình nào nấu luôn phải không? Nấu luôn, bây giờ nấu ăn sơ cầm chừng cái mình nghỉ chút xíu 4 giờ. Bây giờ giờ gối nữa không? Sẵn rồi sáng giờ mình cũng xả đá rồi, giờ là qua bắt đầu ngày mai ngày mốt là bắt đầu mình đi ăn ở ngoài phiêu lưu hoài luôn. Nó mình phiêu lưu hoài luôn. Mình ăn đói bụng rồi mình nghỉ luôn. Bữa nay không đi chơi để nhà là mình đi làm luôn. Bây giờ nói với Út quá, sẵn mình dọn giữa cái nồi mình nấu ăn luôn. Giờ bắt đầu ngày thứ hai, thứ ba, tức là tới ngày Chủ nhật luôn á là mình đi ra ngoài ăn hết. Tại vì đồ hồi sáng giờ mình xả như vậy á, sợ nó không có hư. Tôm đồ, hải sản đồ nó không có bị. Bây giờ chị rửa cho. Ừ. Đào khỏi lo. Khỏi lo là sao chị? Khỏi lo cái lo. Cái giọng của Đào đã đủ lớn. Có nghe là mấy cái bao rác này á, mình cứ thảy để ngoài trước á là sáng có người ta dọn dẹp nha. Sáng có người ta không có vệ sinh rõ giống như là mình tự mình vậy? Cái đó lẩu gì vậy? Lẩu thái. Hai nếm coi vừa ăn. Không có nấu luôn á. Nó xả quá trời. Xả gì nó thơm đó con. Nè, dạ. Xả gì nó thơm đây nữa nè. Ôi con tôm hả? Con tôm thì biết nói nha. Tôm thì bự lắm á. Ê, diễn hồi. Cái này diễn. Hi.
vậy được rồi, ăn vậy đi. Thôi tại mình ăn mặn á mẹ, để ăn vậy đi, nếm vậy vừa. Bỏ nó mắm vô. Giờ chưa? Mở ra hoài hen. À cục giấy nè. Chúng lẹ. Rồi, tôm là hết luôn hay Diễm con? Còn nữa. Bún quay nó đẹp rồi lấy ra. Lấy ra đi. Lấy ra đi. Chắc phải ăn hết tôm đi. Để lấy ra đi. Rồi để lấy ra cho Phan nha. Để dĩa lại đây, để mình tôm kia ra trong tủ lạnh. Nó đang năm giờ. Để đây đây đây. Rồi. Cái này lẩu quá, cái này thấy ngon. Cái tiếng này lớn quá vậy trời. Lọc hàng sớm nghe luôn à. 67 hen mày xui quá hen. 78. Kinh. Ba vô còn có đặt được con nào. 54. Rồi, chú là 53. Mấy? 53. 54 53. Dạ. Chỗ cô mẹ này trời về mấy nó lạnh kìa. Trời ơi. Phát trong khẩu của ba. 38 38. Ăn xong rồi á là không có chịu đi đà chợ Đà Lạt mà bây giờ chơi lô tô nè. Coi được không? Còn Khang Bình với anh Bắc đây nè. Anh Bắc á giờ này là chùm mệt ngủ rồi. Tâm neo là con á. Nè, hơi tối. Con để cho bà cặp con á. Làm như là nay là cái quần nào nó muốn cục tuột hết rồi mà chưa ăn gì hết. Rồi, gia đình mình chuẩn bị xuất phát đi chợ đêm Đà Lạt. Kevin. Đâu chụp lâu vậy? Mình đúng như mình ngộ phát chứ tại là nó không xài vậy á, mình nhớ đó. Chụp hình dây tóc kìa chứ. Chụp đấy. Chụp hình nữa. Chụp đấy. Chụp hình nữa. Chụp hình nữa. Chụp hình nữa. Chụp hình nữa. Hình như cái đó là quảng trường Lâm Viên á mà cái... Ờ đúng rồi, quảng trường Lâm Viên gì đó. Cái hình con sọ kìa. Ở đây là mấy cái nhà hàng rồi. Như là Sài Gòn vậy đó. Chỗ tiếng của má nè má. Đi Sài Gòn. Một tiếng nè. Để bà cháu gửi trước mình lên cái này không? Mình đi coi mấy cái ông mà ông đờn á. Quay vậy nó mới toàn cảnh.
đẹp quá hơn. Ừ, đẹp quá trời nè. Lát mọi người tập trung ở đây đầy đủ rồi, em nhẹ con trả lại nha. Rồi bây giờ mình hẹn ở đây ha. Đây tại cổng chợ Đà Lạt rồi. They didn't have it, the toy. Oh yeah. Wow. Cái đó chơi thì vui nhưng mà cũng nguy hiểm lắm. Hả? Không phải, ý là bây giờ mình đi vô trong lòng chợ đi, nó có nhiều đồ ăn để mình ăn á. Đây, đi. Làm đi. Đi, tắt. Con kêu ba cái kem bơ, cái nếp cẩm, với kêu hai cái bánh tráng nướng. Hai cái bánh tráng nướng hả? Mẹ với ba kem bơ luôn nha. Đào thì bánh tráng nướng hả? Ăn chơi. Có ăn một cái đủ không? Dạ, hai cái. Kêu hai cái đi. Không muốn ăn bị tụi kem. Kêu hai cái đi, có gì mình ăn ké. Kêu hai cái thì con kêu một cái cho con, một cái cho Đào. À. Anh kem không đem về hả? Cảm ơn ạ. Ngon, có ăn. Dạ cái này là nếp cẩm á. Ăn thử ngon. Nay mình sẽ ăn bánh tráng nướng nha mọi người. Bao nhiêu? Nóng lắm, còn bốc khói luôn nè. Nè, ngon quá ha. Nóng có chùm phỏng miệng á con. Dạ. Giòn. Giòn ngon ha. Mình ăn cái này xong chút xíu mình đi ăn món khác nữa. Mình sẵn dịp tới đây rồi mình ăn nhiều món. Rồi mỗi cái chút chút để mình thử ha. Ngon các bạn. Ăn gì đi à? Bánh tráng kem bơ 20. Kem chứ, gọi đi con. Ngon không con? Kem bơ. Nếp cẩm còn. Nếp cẩm ha, mẹ kem bơ nè, nếp cẩm của Jenny nè. Để cô ba. Ờ dịnh cho cô ba cái. Ngon quá à, con thử đi. Không muốn ăn bơ, bạn thích ăn bơ. Ngon lắm. Cứ hết rồi. Ngon. Sao mình ngon. Ngon thiệt á. Ngon kem bơ không? Ngon, kem bơ ngon lắm. Là con ăn thử đi. Thôi ăn chè bơ. Kem bơ trước đi. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Nè, cái này nữa. Ồ, hai cái luôn. Ủa? Thôi kệ cái đó cô chưa quên nói. Ông em có kêu rồi, em nói là hai cái đừng có tôi nói. Ba ra ngoài hay bằng trong. Đó để đâu. Đây đi chị. Dạ. Ăn ngon không? Ngon lắm. Ngon mà. Cái này vô u quá. Cái đó là kem nếp cẩm. Trộn lên ăn. Trộn lên. Nếp cẩm mà giống kem mình đi Đà Nẵng nó ngon lắm. Hai cái miệng mày dính bên này. Bên tay trái. Có về đi ta. Em mời rất là ngon nha. Đây cho đâu cho ba. Đây mẹ thử này cái hả? Mẹ thử chứ. Con thử rồi. Mình thử cái này xong thôi, mình lát mình thử cái khác. Trời ngon quá. Trong hai cái đó mẹ thấy cái nào ngon hơn? Đều có cái ngon riêng hết trơn á, nhưng mà mày thấy mày thích cái này nè. Béo. Béo ngon. Với cổ cao rồi. Như là hiện nhiêu? Có nhiêu rồi. Dạ loại này loại dài 25.000 thôi. Mà cái này thì $3 là 25.000. Cái này. Dạ nó dài lên tới đây mẹ. Thôi nha, mình có mẹ có đem theo rồi, khỏi mua đâu. Mẹ có đem theo rồi. Âm được cái xấu. Rồi cái khác đi. Cái này nè con. Cái này nè. Lấy cái này nè, hỏi cái nhiều rồi. Thôi, con có thích cái nào đó. Đây
xoài mẹ mẹ ăn miếng. Ăn miếng đi. Ôi người ta mở ra rồi. Ê, đã quá vậy. Chị thích nhất mình là nào? Wow. Thích xoài nếp than. Ừ, ăn xoài nếp than đi ha. Ngon quá. Ủa? Wow. Này, là xoài gì? Này xoài đào giới thiệu không chị? Xoài gứt. Xoài... là xoài gứt làm từ từ quả gứt nè. Cái hộp của quả gứt nè. Cái hộp đen đen đó đó. Hộp quả gứt. Đó là cái màu này. Còn cái này, này là xoài, em nghĩ là lá dứa. Này là xoài lá dứa, này là xoài lá cẩm. Xoài bắp. Chà, bây giờ sao? Ủa? Kệ mẹ nó. Lụm ra. Ủa ơi, lụm ra công tóc giúp người ta. Đây là xôi nếp than, cuối cùng là xôi đậu. Xôi đậu thôi. Cô ba về Việt Nam. Xôi đậu cô ba. Cô ba về Việt Nam mới còn ăn xôi hoài. Xôi miền Tây. Mua thử đi, mua thử mà. Đậu xanh lên. Đậu xanh ngon lắm. Nóng nóng nó ngọt cùa. Ngon quá. Ngon mà. Đó là gì mà? Dừa, nước cốt dừa. Nước cốt dừa là nguyên chất đó nha. Dạ, nguyên chất. Nhìn nó, chị nhìn là chị biết ngon rồi đó. Dạ. Ủa, tôi là người miền Tây hả? À? Dạ, em người miền Tây. Nguyên cái chiếc xe đẩy này thế này, thấy đủ màu. Rồi con nếp than với gì con? Nếp than với gì con trộn lại không? Dạ, con nếp than với lại cái màu cam. Nếp than với cam. Hi, xuất hiện. Chả gì chưa? Em ăn bánh tráng nướng mà chưa, nhưng mà chưa ăn một cái món chính để đi bộ. Cái này có bún, ăn bún. Có chưa ăn bún. Em nhớ lại cái bánh đi lại xin luôn. Đi nãy giờ tôi con mua rồi chị chưa? Có muốn ăn không? Đi ăn luôn. Nãy giờ đứng lừa đồ. Này ăn đi đây chị. Chua không? Hơi chua. Không, cái này trắng quá em ăn. Cúc vừa để riêng cho chị nha. Khổ quá hả? Wow, quá trời vừa luôn kìa. Quá trời đó. Mấy đậu nành đâu? Chua đâu? Không, em nhìn này biết chua liền quá. Ngon quá, chưa ăn nha mọi người. Cái đó là gì? Bánh nóng lá dưa. Không, bây giờ ăn món chính à. Cái bánh dầu trắng. Rồi chứ không ăn đâu. Hả? Dạ không. Mẹ bây giờ mình đi ăn cái gì vậy? Ăn gì em ơi, cháu gà bánh dày đi ngồi đi, đứa 35 ngàn tô nè em. Uống cháu miếng mỡ đi ngồi đi em ơi. Tới khi ăn đã ăn chưa con? Ăn chung nè. Gà ở chợ đêm Đà Lạt. Mình ăn gì? Ở đây là cái gì vậy con? Dạ quảng trường Lâm Viên. Ôi đẹp quá. Đi từ sáng giờ biết bao nhiêu tiếng rồi, nhìn không nhớ mặt. Rồi nãy mình đi ra làng để hỏi đâu gà nó vui lên cái gì lên cái đầu vui là xế nè, tao nói chạy mạnh quá nó trời. Hả? Chơi, chơi. Chơi. Chơi.
con vuông vuông rất là bự. Mát quá hả? Bự á. Đứng ra ra bé cái đèn nhìn thấy đẹp quá trời. Ủa có cái lầu nữa, dưới lầu á. Dưới lầu hả? Có. Hi, Tư. Birthday của ai? Birthday của ai? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Phải đi muộn hột quẹt nha các bạn. Mình là một người rất là tốt bụng, mình đã đi muộn hột quẹt của chú tài xế đó. Anh Nguyên đi chơi với em rồi, anh Nguyên. Em nói cho nó nghe chứ nó đâu nghe. Hả? Bánh nào? Tùng tùng, tùng tùng, tùng 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 tùng. Queen. Queen. Đứa nào mà nhìn nhà. Hi, gì đó mình nữa. Cục hành đó chứ đó. Nãy em vừa thấy cái đó. Sinh nhật ai mà muốn kem vậy, cái chiều nguyên như chưa. Lãng mạn quá. Đà Lạt hôm nay nóng thế nha. Lạnh mất chết luôn. Đà Lạt năm nay nóng thế nha. Cái bánh cũng đẹp quá ha. Hai chị em ngồi tôi chung tiền nha. Trời ơi, nói là chút. Liều mạng ở đây. Đang hỏi mà. Cái dao của anh ấy em cắt miếng kem. Chua không? Dạ, ăn rồi nghe chua vậy chua. Không? Không có được lẻ bạn. Ơ sao ăn cái cay quá. Chua. Bây giờ ăn thử. Ăn chua lắm. Sao bánh có cái gì đang bị dở. Ừ. Hả? Dẻo lên đầu tao đi đi đi. Cắt rồi nè. Cho một đạn xuống cho có lệ đó là được rồi. Đi. Người sinh nhật ai? Ờ chúng mình càng. Sinh nhật em. Nói cho mình ăn rồi. Lấy ra. Ăn hết thì mà. Em muốn ăn rồi. Cái này. Cục này. Cắn ngon không? Ai bê đê? Anh Tùng á. Sao vậy? Bánh này dễ nhé. Đúng cái dáng, đúng cái mềm luôn. Cái bánh đầu tiên là phải cho birthday boy. Mở lớn miếng cá. Chị cắt. Cái này chơi cá ngủ. Trời ơi, cá ăn chua. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Cái chén mình chị. Mấy kem nhân gì vậy? Ủa nè, nè á. Đúng không? Thôi khỏi cắt đi. Giữa nữa mọi người xoay. Mọi nói tiếng Anh không mà. Why is the lowest number 16? Wow. Because it's the rule. Wow, fantastic. Cái đạo mùa. Nãy giờ nghe hiểu quá nha. Wow. Đợi nói thông dịch đi. Có bóc không? You have to pick up one card. Why do I have to pick up one card? Why? Nhảy ngay như. Sáu ngoài mở nhạc. Sáu ngoài mở nhạc vậy chưa? Chị đắt điện thoại đấy. Chẳng qua. Không em á. Này. Ủa tại sao em phải là người làm ca? Chị có lợi với ba hả? Không, dễ lợi. Ừ, đúng rồi, anh nói. Sao nó lạnh vậy? Nóng thì nó lạnh. Khen. Bị gì đâu, bị gì vậy Khen? Tại hồi nãy có khóc lên. Em cảm ơn. Thôi. Hỏi với chị, dẹp bớt đồ ăn qua đi. Cái này là sòng quạt của người ta, tự nhiên ăn à. Ủa ai mở nhạc vũ trường à? Dẹp dẹp qua chứ trời, sòng quạt của người ta đi ăn. Để đây có đi dâu của mình á. Suốt nhẹp luôn. Dâu gì, dâu lắc hả? Ừ, nó cái sổ rồi đó, anh thấy. Xôi ba màu. Khe Bình với anh thử nè, Khe Bình à. Xôi này là ngon nhất. Ngon nhất. Ngon, anh thử. Trong đó là có xôi. Nó là xôi rất nè. Xôi lá cẩm nè, xôi lá dứa. Béo ngon. Hồi nãy còn nhưng mà có một cái là cái hộp này là 30.000. Đúng hết không? Nó quá trời nội luôn á. Hồi nãy mai là con kêu mẹ không sao mẹ không thấy.